Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với easywatch.com. Tôi là Clark Kent Smith. Cũng khá lâu rồi tôi đã vắng mặt trên easywatch ha. Thì theo yêu cầu của anh Demon Warlock thì tạm thời tôi ẩn dật một thời gian để anh ấy có thể trổ tài một chút cho đỡ ngứa tay về PSP. Nên các bạn đã thấy rằng trong thời gian này anh Demon Warlock đã fan rất là nhiều tốt PSP ở trên AziWap ha. Thì tôi cũng thậm chí nhiều lúc ngồi nhìn anh ấy làm mà tôi cũng thấy nhiều lúc ngứa tay. Thì hôm nay nói thế thôi chứ thực sự ra thì bây giờ mới có thời gian rảnh để viết các bạn một cái tốt tiếp theo, đó là cái mô hình MVC. Và cái mô hình này tôi cũng được rất là nhiều cái thành viên của AziWap gửi email và yêu cầu làm cái mô hình này. Thì thực sự ra các bạn, những bạn mà thông thường mới đi vào ngành lập trình á, thì các bạn có thấy cái mô hình người ta đòi hỏi là MVC thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là cao siêu hay là gì đó. Xin thưa với các bạn rằng cái mô hình MVC này thực sự đó nó cũng chỉ là một mô hình mà các bạn đã từng sử dụng rồi chứ không phải là chưa. Thì cái mô hình MVC này nó sẽ tách biệt riêng tất cả những cái code và những cái luồng xử lý dữ liệu và những cái view của bạn hoàn toàn ra một trang khác, chứ nó không hoàn toàn là thực sự là một cái trang như là ngày xưa bạn đã làm, tức là tất cả đều trong một trang. Thì bây giờ thay vì đó bạn sẽ tách ra nó từng từng thứ một, thì lúc đó khi mà bạn đi sửa thì nó sẽ rất là dễ dàng trong cái chuyện bạn đi sửa. Thì lúc này tôi sẽ cho các bạn thấy được cái mô hình MVC mà tôi ngồi hí hoáy nãy giờ để có thể hướng dẫn cho các bạn hiểu sơ về cái MVC này. Thì thực sự ra các bạn thấy như ở đây, chúng ta mô tả một vài cái web browser ha. Thì ở đây các bạn xem chơi thôi cũng đừng thông cảm là cái chỗ này sao tại sao nó lại như thế này mà chỗ này nó lại lớn hơn. Thì thực sự ra cái này mà tôi thì cũng không có chuyên về Photoshop lắm, thực sự ra vẽ nhặng vẽ cò thì được chứ còn làm đẹp quá thì cũng không được. Thì ở đây chúng ta mô tả là những cái web browser khi sử dụng môi trường internet để truy cập đến một cái server PHP chẳng hạn ha. Thì ở đây tôi không có làm rắc rối cái server PHP vào đây làm gì nữa cho mình cảm thấy rắc rối, thì tôi ở đây tôi mô tả sẵn luôn cái mô hình MVC. M là được viết viết bởi model, C là control và view là V là view ha. Riết lộn hết trơn. Thì như các bạn đã thấy thì cái mô hình như thế này thì web browser sẽ gửi một cái yêu cầu thông qua môi trường internet đến cái server, và cái nơi mà nhận nó chính là cái file control này. Cái file control này nó sẽ xử lý thao tác xem rằng có cần phải sử dụng cái model này hay không. Tức là sao? Tức là cái phân luồng dữ liệu này nếu theo cái dòng một này thì nó sẽ phải sử dụng cái xử lý thông tin của model. Model chính là gì? Model chính là phải đi qua cái xử lý cái dữ liệu của model. Control là nó điều hướng, gần như gọi đây là một điều hướng. Như các bạn thấy tất cả các luồng thông tin đều dồn về control hết và từ control được xuất ra view chẳng hạn. Thì nhìn đây tôi cảm tưởng như đây là một cái máy điều hướng chẳng hạn. Thì tất cả những luồng thông tin đều vào đây, và khi control nó muốn xử lý một cái gì đó nó sẽ gọi cái model này xuống, tức là nó lấy ra các cái class nào đó cần thiết để xử lý cho được cái control này. Thì lúc đó cái model này nó thực sự được sử dụng. Thì trong cái luồng phân luồng một tôi đã làm những cái dòng mũi tên một khác màu như thế này, thì các bạn đã thấy rằng cái luồng một này nó sẽ đến control, control sẽ thử xử lý cái thao tác đó và yêu cầu model trả về những cái phương thức xử lý, và sau khi có kết quả thì nó sẽ trả về view thông qua cái đường hướng dữ liệu một này. Thì tương tự như đó thì chúng ta sẽ có một cái phân luồng hai như thế này. Thì cái phân luồng hai đi đến cái trung tâm xử lý control này, tức là nó là một cái trung tâm xử lý này. Thì khi dữ liệu mà mình không cần thiết phải xử lý qua model, tức là tất cả các cái dữ liệu đó thì control này chỉ cần xử lý như thế nào đó rồi xả xuống view, thì lúc này chúng ta sẽ không cần thiết phải sử dụng quá nhiều tới cái model, thì chúng ta sẽ không cần sử dụng tới model. Như vậy lúc này cái mô hình của chúng ta có thể được gọi là chúng ta sẽ bỏ đi cái phần model này. Chúng ta sẽ bỏ đi cái phần model này thì lúc đó chúng ta sẽ còn là VC. Thì cái mô hình VC này thực chất cũng không phải là không được, vì ngày xưa đến giờ các bạn nếu dùng cái mô hình VC thì nó thực sự ra nó cũng gần như là một cái view thôi. Thì đó là chúng ta làm một cái tăng tính của HTML thì cũng có thể được. Thành ra là cái mô hình của chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải là phải đi qua model hoặc là phải có sử dụng tới model. Có nhiều lúc đôi lúc có những control sẽ không chỉ cần sử dụng tới model mà chúng ta chỉ cần lấy dữ liệu đó làm thế nào đó một cách đơn giản thì chúng ta sẽ không sử dụng tới model nhiều. Thì cái model chủ yếu là bạn sẽ chứa nó chính là nơi để chứa những cái phương thức xử lý.
bạn sẽ phải hiểu được rằng nó chính là những nơi để chứa những cái phương thức xử lý của bạn, và control chính là nơi điều hướng, view là nơi để trả về các cái kết quả của model và control sau khi điều hướng về cho cái người xem ở web browser. Thì lúc này web browser sẽ được trả về thông qua môi trường internet và trở về web browser lại ha. Thì người dùng sẽ thấy được cái kết quả mà họ đã đưa lên cái server của chúng ta ha. Thì ở đây chúng ta sẽ không có quá nhiều cái lý thuyết để có thể làm thành một cái file nào đó. Thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn thông qua một cái ví dụ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cái ví dụ này từ cái hướng là bạn viết cái mô hình function. Thì để dễ dàng cho cái ví dụ này thì chúng ta sẽ không đụng chạm nhiều tới database ha. Thì chúng ta sẽ viết tất cả những cái function nào dùng để xử lý một cái bài phép tính là cộng trừ nhân chia từ một cái interface ngoài, từ cái phía bên tay ngoài, tức là chúng ta sẽ có hai cái check, hai cái inbox và một cái selectbox sử dụng để mình chọn cái phương hướng nào cộng trừ nhân chia. Sau đó chúng ta sẽ có một cái nút submit thôi ha. Lúc đó thì chúng ta sẽ vô đây, chúng ta sẽ điều hướng và chúng ta sẽ viết function cho nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để cái unit 1 này ở đây, chúng ta sẽ tạo thêm một cái file mới, nó là một cái file PHP đi ha. Chúng ta sẽ lưu lại nó ở cái đường dẫn local của tôi. Thì warm đây thì chúng ta sẽ là PHP 12 ha. Thì ở đây tôi sẽ đặt là cái file này là sẽ là cái index. Rồi, cái file này chúng ta có thể là index.php hoặc là HTML cũng được, vì nó chỉ là một cái file giao diện thôi nên không cần thiết cho lắm về cái phương hướng mà bạn sử dụng nó là có phải là PHP không ha. Thì ở đây tôi sẽ dán một cái code của chuẩn của cái PHP Designer 7 này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thiết kế sơ sơ một cái, chúng ta không quan trọng lắm về cái phần giao diện này ha. Thì phần giao diện này thì các bạn có thể nghiên cứu qua các phần CSS của anh Damon Warlock, hay là làm cho cái dự án của bạn cho nó đẹp. Chúng ta chỉ đi chính là về các cái phần xử lý thôi. Ở đây chúng ta sẽ thả một cái div. Ở đây chúng ta sẽ mở một cái form. Form của chúng ta cái cần nhất là method của chúng ta sẽ là post. Sau post thì chúng ta sẽ phải có một cái action, tức là cái nơi mà nó truyền đi. Thì cái nơi truyền đi này của chúng ta sẽ đặt nó là cái control đi ha. Nó chính là cái control, tức là cái nơi xử lý. Các bạn phải hiểu rằng control là cái nơi xử lý. Control ở đây chúng ta sẽ thêm một cái input với cái type là text. Name là vào one. Còn thiếu gì không? Name vào one check. Thôi tạm thời chúng ta chỉ cần hai cái giá trị đó là đủ. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái bra để xuống dòng ha. Một cái em tiếp theo chúng ta sẽ là một cái type tiếp theo sẽ là text. Name sẽ là value. And chúng ta sẽ xuống dòng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái select box với cái name là phương thức ha. Phương thức thì mình sẽ sử dụng là cái method method v đi ha, cho nó khỏi bị trùng lặp với những cái kia. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ở đây chúng ta sẽ có những cái option. Option của chúng ta ở đây cái values đầu tiên tôi sẽ để là cộng. Đầu tiên sẽ là cộng. Gõ code này nhiều lúc chúng ta sẽ thấy được rằng là để tiếng Việt thì nó khó, nhưng mà không để tiếng Việt thì chúng ta lại không cái làm được cái gì cả. Thì đây là trừ. Tiếp theo chúng ta sẽ có là groups. Option chứ. Chúi thế. Cộng trừ nhân nhỉ. Ấy da, nhân. Nhân. values của chúng ta là chia. Chia. Ở đây đã dư một cái. Tiếp theo chúng ta sẽ bra một cái nữa và chúng ta sẽ sử dụng một cái input. Type của nó là submit. And cái name chúng không cần name đâu ha. Cái values của nó là
Đồng ý đi ha. Rồi, chúng ta lưu lại và chúng ta sẽ chạy lại cái trang này ở ngoài trình duyệt để xem nó có cái giao diện như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần xử lý. À, tôi chưa đặt cái track set đúng cho cái trang này nên nó không thể hiển thị tiếng Việt ha. Rồi, như vậy ở đây thì nhìn thế này thì củ chuối quá. À, giá trị 1, à, giá trị 2, lưu lại đây như thế này đi cho nó đỡ chuối một chút. Thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị 1 ở đây, nhập giá trị 2 ở đây để chúng ta sẽ cộng lại và đưa ra một cái kết quả nằm phía trên, là dựa theo cái phương thức là chúng ta sẽ cộng trừ nhân hay chia. Thì cái quy tắc của chúng ta sẽ là lấy số trên cộng số dưới, lấy số trên trừ số dưới, lấy số trên chia số dưới và lấy số trên nhân số dưới ha. Thì chúng ta sẽ lập ra một cái phương thức như vậy. Thì cái form này nó sẽ được submit truyền dữ liệu qua cái control này thông qua cái phương thức là post. Như vậy chúng ta sẽ phải tạo ra một cái trang control. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện là cái trang mô hình MVC này là cái trang control đi ha. Thì chúng ta sao lại cái control này. Đây không phải là control nữa mà chúng ta sẽ là cái file xử lý đi ha. Vì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái file xử lý trong một file thôi, tổng thể, tức là viết hàm và xử lý tất cả thì đều trong một file. Thì ở đây chúng ta sẽ viết thử những cái hàm là cộng chẳng hạn. Thì cái hàm cộng của chúng ta sẽ có những cái biến nào? Biến A tức là cái giá trị A, giá trị B. Đây là những giá trị A, giá trị B và của chúng ta, và chúng ta sẽ có một cái giá trị C, nó sẽ bằng là cộng cho B, và cuối cùng chúng ta sẽ return cái giá trị này ra. Chúng ta sẽ return cái C này ra và để trả ra một cái giá trị là cộng. Vậy là chúng ta đã có một cái function đầu tiên. Cái function thứ hai của chúng ta sẽ là một cái function trừ, cũng tương tự với hai giá trị ở trên, thì chúng ta sẽ có là B. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái C bằng A cộng B U mà A cộng B, và chúng ta sẽ return cái giá trị ra là của C ha. Tiếp theo chúng ta sẽ viết một cái function chia. Vì cái bài này chúng ta sẽ không chú trọng quá về những cái function này nên tôi lấy những cái function rất là đơn giản để tôi có thể là diễn tả cho các bạn được nó như thế nào ha. C A cộng B and return C. Ok, một cái function cuối cùng là cộng trừ chia. Còn trừ nhân chia chứ nhỉ, sao là chia nhân làm lộn tung phèo qua lên. Thôi không sao, chúng ta cứ đặt nó như vậy đi. Cái C của chúng ta sẽ bằng là A nhân với B. Return, chúng ta sẽ return về giá trị C. Rồi, sau khi chúng ta đã viết được bốn cái hàm này rồi thì chúng ta đã có thể sử dụng cái hàm này để tính toán vào cái phép nhân cộng trừ nhân chia của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ set cái giá trị mà post đã post qua ha. Thì chúng ta sẽ set cái giá trị là nếu tồn tại, nếu tồn tại post, phương thức của chúng ta gửi đi là post đúng không? Chúng ta sẽ nếu tồn tại post and chúng ta sẽ cần phải đặt cái name cho cái này đi ha, sub sub var. Ok, chỉ là chúng ta xét cái sự tồn tại của nó thôi. Post của sub var I set post của server. Thì chúng ta sẽ làm gì?
Rồi, sau khi chúng ta đã vào được cái phương thức sau khi nhận được cái bên post rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý, thì chúng ta sẽ phải nhận được cái var một. Chúng ta sẽ phải nhận được cái var một, nó sẽ là post. Ở đây chúng ta sẽ không có validate dữ liệu ha, thì chúng ta cứ coi như là chúng ta đã nhập số đi, chúng ta không có validate dữ liệu. Var one and var two. Và two. Ok, sau khi có hai cái va này rồi thì bạn sẽ phải nhận một cái method nữa. Ở đây bạn sẽ phải nhận một cái biến method dựa vào cái select method của bạn á. Hồi nãy chúng ta là method gì nhỉ? Chúng ta là sẽ là method v phải không ta? Hôm qua coi lại coi, mới viết đó mà quên rồi. Đây, method v. Như vậy là cái phương thức của chúng ta sẽ là method v. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã nhận được ba cái biến của cái biến port đã gửi qua, thì giờ chúng ta chỉ cần set set xem cái biến port này cái giá trị nó là gì, thì sau đó chúng ta sẽ có cái phương án để xử lý thích hợp cho nó. Thì chúng ta sẽ sử dụng qua cái hàm là switch. Chúng ta switch cái giá trị là, chúng ta switch giá cái trị là method. Và cái key đầu tiên của chúng ta, cái key đầu tiên của chúng ta nếu nó là cộng, nếu nó là cộng thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu là cộng thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Enter ra cái giá trị nào? Enter ra cái giá trị nào của cái biến cộng. Đúng không? Và chúng ta sẽ đưa cái var một phẩy cái var hai vào. Rồi, sau khi enter ra chúng ta sẽ phải break, tức là chúng ta sẽ dừng dừng ngay tại đây. Chứ chúng ta sẽ không xuống cái key case tiếp theo nữa. Nếu chúng ta không có thiếu cái nếu như bạn mà thiếu cái bước break này nè thì nó sẽ chạy tất cả các cái key này luôn, chứ nó không dừng lại ở bất kỳ một cái key nào cả cho bạn gài ha. Thì các bạn nên lưu ý cái điều đó khi bạn viết cái switch key này. Rồi, chúng ta sẽ echo ra là trừ var one and var two. Ok, và tiếp theo là break. Tôi luôn khuyên bạn là bạn nên gõ lại tất cả những cái hàm này chứ đừng có lười mà copy ha. Thì nếu như bạn mà copy thì nó sẽ một điều nguy hiểm, rất nguy hiểm cho các bạn trong cái quá trình viết code của bạn, là các bạn sẽ không nhớ nhiều. Cộng trừ nhân var one var two. Ok. Break case chia. Những cái giá trị này chính là những cái giá trị mà trong cái option này chúng ta đã cho cái value của nó ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái biến chia này của cái var one, ấy à, của and cái var two. Ok, and break. Đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái default nữa. Thì cái default này chúng ta sẽ Enter là nhận sai giá trị, nhưng mà tôi chắc rằng nó sẽ không nhận sai giá trị đâu ha. Là bởi vì cái option của chúng ta chỉ có bốn cái giá trị này thôi. Còn nếu như trong trường hợp bạn để ví dụ như là option rỗng chẳng hạn thì lúc đó nó mới sẽ thông báo cái default này ra nè. Enter không đúng phương thức tính toán ha. Thì tí tôi sẽ cho các bạn thấy cái default này được sử dụng lúc nào ha. Rồi, break. Như vậy là sau khi chúng ta viết xong cái script này thì chúng ta đã có được một cái phương thức rất là đơn giản. Và tôi luôn giải thích luôn cho các bạn là cái mô hình MVC nó nằm ở đâu trong cả một cái file này, trong cả một cái quá trình mình viết cái function từ trên xuống dưới này, thì cái MVC nó nằm ở đâu. Thì đây chính là cái model, tức là tất cả những cái function của bạn, tức là những cái nào mà bạn viết ra những cái function để xử lý á, thì nó chính là cái model. Cái phương thức mà bạn điều hướng, tức là đây là control, tất cả những cái if này, những cái if này, những cái phương thức bắt này, những cái phương thức lấy dữ liệu này, đó là control. Nó sẽ là một cái file control để dùng để lấy dữ liệu, và chúng ta sẽ view ở đâu? Chúng ta sẽ view ở đây. Cái giá trị như thế nào thì chúng ta sẽ view cái gì? Giá trị như thế nào và chúng ta sẽ view cái gì? Thì lúc đó cái mô hình MVC
bạn bạn phải hiểu được rằng từ trước đến giờ bạn luôn viết cái mô hình MVC này, nhưng bạn không thực sự hiểu cái mô hình MVC của nó như thế nào thôi. Còn thực sự ra bạn luôn viết cái mô hình MVC, function, xử lý và xuất dữ liệu. Thì như vậy bạn luôn viết cái mô hình cái MVC này của bạn ha. Thì đây là cái cách viết function thông thường của bạn, là viết từ trên xuống, sau đó rồi bạn sẽ xuất dữ liệu ra ngay trên một trang. Thì nếu như đây đây chỉ là một vài cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Còn nếu như bạn viết một cái mô hình lớn mà bạn chỉ làm có một trang này, thì lúc bạn đi xử lý lại nó thì nó sẽ rất là khổ sở. Thì trong những cái mô hình lớn thì họ vẫn viết rất là nhiều trong một trang, nhưng mà họ luôn có những cái điểm đánh dấu để sau này khi mà họ muốn quay lại họ sửa thì họ sẽ sửa như thế nào. Chúng ta sẽ lưu lại cái xử lý này. Chúng ta sẽ lưu lại cái xử lý này và chạy ngoài trình duyệt thử ha. Đây, tôi sẽ nhập giá trị là 1, 2 và tôi chọn phương thức là cộng, đồng ý. Ở đây tôi not found control PHP. À đúng rồi. Thế mà chui. Ở đây chuyển về control mình kia, chúng tôi đặt file là xử lý. Cái đôi lúc cũng đúng là râu nọ cắm cầm bà kia. Rồi ok, chúng ta sẽ load lại. Tôi nhập giá trị 1, 2 và cộng, tôi bấm đồng ý. Thì giá trị của chúng ta nhận được sẽ là 3, đúng không? Thì tôi bây giờ tôi không muốn cộng nữa, mà tôi muốn 1 nhân 2 thì trừ đi ha, 1 trừ 2 đi. Thì tôi sẽ được giá trị như thế nào thôi. 1 trừ 2, 1 nhân 2. 1 nhân 2 bằng 1 2. Tại sao lại có cái vụ mà cộng rất là siêu nhê như thế này? Chia cái nhân thì tôi đã thấy được cái giá trị nó sai đâu rồi đó, nhưng mà cái chia này thì được rồi. Tôi sẽ quay lại cái code chúng ta đã sai chỗ nào ha. Cộng trừ nhân chia, giá trị cộng từ nhân tia chia của chúng ta nó rất là chính xác, cái var one và two. Ok, chúng ta sẽ coi ở file xử lý này, chúng ta sẽ coi ở cái file xử lý này nó sẽ như thế nào. Mentor, chúng ta switch cái mentor này. Cái mentor này, nếu cái mentor này bằng cộng, nếu cái mentor này bằng trừ, cộng trừ nhân chia. Ok, cộng luôn là phương thức đúng. Trừ, tại sao lại bấm cộng ở đây? Trời ơi. Trời ơi trời. Ok. Chúng ta sẽ lưu lại xem chúng ta có đúng hay không. Cái này tôi cố tình viết sai đấy chứ. Rồi, chúng ta sẽ chạy lại cái trang này ở ngoài trình duyệt xem cho cái giá trị của chúng ta sẽ trả về có đúng hay không nha. Cái này thì tôi châm trước đi, có thể là tôi viết sai đi, dám chơi dám chịu mà. Dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa to quá nữa xuống cầu nấp. Ok, 4 2 và chúng ta sẽ cộng, giá trị của chúng ta sẽ là 6. 4 2 chúng ta sẽ là trừ thì chúng ta sẽ còn 2. 4 2 chúng ta nhân, chúng ta sẽ có 8. 4 2 chúng ta chia, chúng ta sẽ có 2. 4 chia 2 bằng 2, 4 trừ 2 cũng bằng 2. Tôi muốn lấy cái này khoảng độ 10 ha, thì nó sẽ ra bao nhiêu? Nó sẽ là một số rung động đây. Đây, chúng ta sẽ có 0,4 ha. 4 chia 10 là 0,4. Rồi, như vậy thì các bạn có thấy được rằng cái phương thức xử lý của bạn đã tốt. Cho các cái phương thức xử lý này rất là tốt rồi đúng không? Các bạn đã thấy được rồi, rất là đúng đúng không? Thì ở đây chính là đây nè, thực sự đây chính là một cái mô hình MVC nhưng mà nó được viết chung trên một file, thì nó sẽ làm cho các bạn rối trong quá trình xử lý. Nên sau này các bạn có khoảng độ vài chục cái phân sinh như thế này thì các bạn sẽ cực kỳ khó khăn trong cái vấn đề mà bạn muốn tìm được xem là cái dòng nó nằm ở đâu, hoặc là cái code của bạn sai chỗ nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua cái phương thức là tách cái mô hình MVC này ra. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo new một cái file mới. Các bạn sẽ new một cái file mới mà tôi copy cái đoạn này qua bên kia cho dễ nhìn ha. Chúng ta sẽ dễ nhìn vào cái phương thức control này ha. Rồi, chúng ta sẽ save lại. Đây là cái control control .php. Ok, control .php.
Ok, như vậy thì đây là cái control nè. Thì các bạn sẽ copy cái gì qua? Đây, đây chính là cái phương thức mà bạn sẽ copy. Control, đây chính là cái phương thức mà bạn sẽ copy. Đây. Ở đây chúng ta sẽ không echo trực tiếp nữa mà chúng ta sẽ đặt một cái biến là, ở đây chúng ta sẽ có một cái biến là v đi ha. V là chúng ta sẽ lấy là view đó. Đó, ở đây chúng ta sẽ đặt một cái biến v thay cho cái echo này. Ok. Rồi, cái biến v của chúng ta sẽ thay cho cái echo này. Thì lúc này sau khi xử lý xong chúng ta sẽ có cái giá trị v này ha. Rồi, ok. À, như vậy ở đây thì chúng ta đã có được những cái phương thức xử lý rồi. Thì làm sao để chúng ta có được cái model thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo một cái PHP nữa. Mà copy cái này qua cho dễ thấy. Nó dễ thấy thế thôi, thực sự đây là cũng là cái dòng bản quyền. Viết thì cũng nên có bản quyền tí, bữa sau mấy cụ khác nào mà hơi vô xem là đã kiện, nó mới công lại bảo kiếm cái bài này ở đâu. À, nó cái vụ này tôi lại nhớ tới một cái bài mà hình như là bài bài 9 này phải. Thì nó là cái bài phân trang á, thì thực sự ra cái bài phân trang đó thì nó cũng là một cái module của nước ngoài, nhưng mà cái lúc mà tìm hiểu nó thì cũng là cái thời gian đầu mà mới tiếp xúc với PHP thì ra cũng không quá quan trọng lắm về bản quyền. Thì đó cũng là một cái bản mà tôi decode lại thôi. Thực sự ra thì lấy ý tưởng thì vẫn là của nó nhưng mà mình sẽ decode lại. Thì trong cái quá trình làm tôi đã lược bớt ba cái tiểu sản phẩm, ví dụ kiểu như là chuyển đổi màu sắc này kia, khi mà trang bao nhiêu thì tôi đã bỏ mấy cái thêm thắt quỷ quái đó rồi. Thì đi lại vấn đề chính thì chúng ta sẽ đặt cái này là model .php. Ok, model.php. Ở đây cái model của chúng ta sẽ tạo một cái class chẳng hạn. Có thể rằng bạn sẽ không cần tạo class mà bạn có thể copy tất cả những cái function này bỏ lên cũng được, cũng chẳng cần class nếu như mà thực sự ra cái quá trình xử lý của bạn mà không lớn hoặc là không cần thiết phải class thì bạn có thể làm như thế này cũng được. Nhưng mà tôi lại muốn class cho nó nhìn cho máu me một chút thì cái class của chúng ta sẽ là class tính toán chẳng hạn. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái class tính toán cho nó máu me, nghe nó rườm rà một chút. Thì tất cả những cái function này thực sự ra chúng ta cũng chỉ dùng những cái function mà chúng ta đã viết này thôi, chứ chúng ta cũng không chạy đi đâu xa lắm đâu. Thì những cái function này chúng ta đã viết ở tất cả nó ở đây rồi. Thì cái class tính toán chúng ta sẽ đặt trong cái model này. Và làm sao để cái model này được load ra cái control thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chức năng, cái hàm của là PHP, đó là include. Include ở đây chúng ta sẽ include cái model model.php. PHP. Rồi, sau khi chúng ta include được cái model PHP này rồi thì tất cả những cái hàm ở dưới này chúng ta xử lý nó sẽ rất là trơn tru. Rồi, ở đây nếu như muốn sử dụng cái class trên kia thì chúng ta sẽ phải khai báo class ha. Tôi muốn cho các bạn làm quen luôn với class, cái cách để khai báo class như thế nào và khai báo function phía trong nó. Thì thực sự ra class nó không quá khó khăn, bạn chỉ cần khai báo một cái dòng như này rồi bạn có thể viết function khí thế trong này thôi. Thì class nó sẽ có rất nhiều cái lợi điểm hơn là bạn cứ viết function như thế này. Thực sự ra nếu như mà class thì tôi có thể làm như thế này nè, bạn có thể thấy thực sự là tôi có thể làm như thế này. Ở đây tôi sẽ tạo ra một cái biến là biến return đi ha. Cái biến return này của tôi thực sự ra tôi có thể sử dụng. À, chúng ta hình như không được tạo cái biến return này. Chúng ta public cái. Chúng ta public cái biến return này ra. Thì cái return này thực sự ở đây tôi cũng không cần thiết phải có C nữa. Ở đây tôi có thể sử dụng là this và tôi chọn thẳng nó tới return. Đó, các bạn sẽ thấy được rằng tôi sẽ trỏ thẳng cái giá trị nó tới return luôn. Thì lúc tôi lấy ra thì tôi chỉ cần sử dụng cái this return này là tôi đã có thể lấy ra được rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ khai báo hàm để lấy ra thôi. Thì ở đây thực sự là chúng ta không cần thiết phải là return luôn. Tất cả các cái function này chúng ta không cần thiết return nữa. Chúng ta chỉ cần cho cái giá trị nó bằng như vậy là được rồi. Đây. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng là cái phương thức ở đây thôi chứ. Bậy bạ đi xa quá.
Đây, các bạn có thể thấy được rằng tất cả những cái read return này chúng ta sẽ cho nó vào cái giá trị là read return hết, thì lúc này chúng ta sẽ không cần phải return ra được cái giá trị của cái function này nữa. Thì tương tự như ở đây, chúng ta sẽ không cần phải lấy cái giá trị này nữa, nó sẽ không có cái giá trị trả về. Ở đây nó sẽ không có cái giá trị trả về là ở cái control nhá. Các bạn có thể thấy là ở cái miếng control. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ không có miêu tả chắc được về cái nếu default thì chúng ta có thể enter trực tiếp luôn. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ khai báo class ở đây ha. Chúng ta sẽ khai báo một cái class ở đây. Thì các cái cộng này thực sự nó chưa có đúng đâu nha. Nếu các bạn khai báo như vậy thì cái cộng của bạn chưa có đúng đâu. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái class ở đây. Chúng ta sẽ new một cái là TT đi. New class của chúng ta nãy là gì? Đây, new một class tính toán. Đúng không? Chúng ta new một class tính toán đúng không? Ok, như vậy thì từ đó trở đây ở đây nó sẽ là một cái class mà chúng ta chỉ cần sử dụng cái phương thức. Chúng ta chỉ cần gọi cái phương thức ra thôi. Ở chỗ này chúng ta đã có tất cả những cái phương thức ở đây rồi. Đây bạn bạn có thấy không? Public function, chúng ta đã có tất cả những cái phương thức ở đây rồi. Thì đây là cái biến return này, đây là cái public var này. Đúng không? Thì khi bạn gọi được cái hàm cộng này thì tất cả những cái giá trị của nó đã được đưa ra ngoài hết. Lúc này bạn sẽ không cần phải rườm rà để là return hay không return nữa. Lúc đó nó sẽ rất là khỏe. Thậm chí các bạn có thể sử dụng cái phương pháp là mình sẽ đưa cái biến này vô trong phía trong kia để mình có thể xem rằng và mình set ở trong một cái function khác là cái này là cộng trừ nhân chia sau đó rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng ở trong kia luôn. Thì cái phương thức này nếu như mà thời gian mà tốt thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách viết như thế nào để mình class hóa tất cả những cái rườm rà như thế này mà chúng ta chỉ cần gọi một cái là ra cái kết quả luôn, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ngắn gọn của khi mà mình viết cái MVC ha. Thì sau khi được như vậy rồi, đây sau khi tất cả đã được như vậy rồi đúng không, thì chúng ta sẽ đi vào tạo một cái view. Chúng ta sẽ đi vào tạo một cái PHP view. Copy cái dòng bản quyền này qua đã. Đây, ở đây chúng ta sẽ include. Chúng ta sẽ include cái cần Ủa chơi qua. Chúng ta sẽ include cái control của chúng ta vào đây. Sau khi include cái control của chúng ta vào đây thì cái nhiệm vụ duy nhất của cái MV của cái view, cái trang view này, chúng ta sẽ save cái trang view này lại để nó trực quan hơn ha. View .php thì nhiệm vụ duy nhất của cái trang view này của chúng ta là chúng ta sẽ enter ra cái TT TT return. Xong. Như vậy là chúng ta đã xong cái trang view ha. Tất cả những giá trị của chúng ta đều đã xong hết. Như vậy cái index của chúng ta khi post đến, chúng ta sẽ post đến trang nào, chúng ta sẽ post đến trang nào, thực sự vấn đề ở đây chúng ta sẽ post đến trang nào, chúng ta sẽ post đến trang nào. Bạn có thể sử dụng include control như thế này để đưa tất cả những cái giá trị mà cái biến post này vào cái view. Thì lúc này ở đây cái phương pháp xử lý nó cũng tương tự. Còn nếu bạn muốn nó gửi đến cái control như thế này, tôi muốn đưa đến cái control như thế này, thì ở đây chúng ta sẽ chỉ return thôi. Cái view này thật sự của chúng ta nó là một cái trang vô dụng đó. Chúng ta đưa cái editor này như thế này thì thực sự là nó là một cái trang vô dụng đó, nhưng mà thật sự ra trong cái quá trình mà bạn làm những cái mô hình khác thì nó không chỉ có một bao nhiêu đây, mà lúc đó bạn chỉ có cái nhiệm vụ là editor cái gì ở tất cả những ở đây thôi. Thì lúc đó bạn sẽ có những cái phương pháp hay hơn để áp dụng cho nó chứ không chỉ là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ include trực tiếp cái view ở đây. Thì sau khi cái if này xử lý xong rồi đúng không? Sau cái if này xử lý xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là include. Chúng ta sẽ include cái view.php vào đây.
Thì phương thức như thế này cũng được, thì bạn sẽ gọi trực tiếp tới cái control ha. Thì cái control này ở đây chúng ta sẽ post cái control, thì chúng ta sẽ thử xem là có đúng hay là sai. Đây 4 10 và tôi chọn là cộng, chúng ta đồng ý xem nó báo lỗi ở đâu không. À, giá trị của chúng ta vẫn là 14 đúng không, nó vẫn được view ra như thường đúng không. Rồi chúng ta sẽ nhân, giá trị của chúng ta là 40. Tôi sẽ trừ xem nó có âm không, trừ xem có âm không. Đó, giá trị của chúng ta sẽ là âm 6. Sau đó chúng ta sẽ là cộng, là vẫn là 14. Rồi như vậy thì so với tất cả những cái mô hình mà chúng ta đã viết ở đây, chúng ta là cái trang index thì không nói ha, thì tất cả những mô hình chúng ta đã viết ở cái trang xử lý này, bao gồm là trên là xuống là function nè, rồi sau đó chúng ta sẽ điều hướng nè, sau đó chúng ta sẽ iterate ra tại chỗ nè. Như vậy thì cái phương thức này nó sẽ không trực quan, nó không trực quan. Nếu như bạn muốn iterate cái giá trị này ra ở một cái chỗ nào khác thì sao? Tôi ví dụ tôi muốn iterate ra một chỗ nào khác đó, ở dưới này vài chục dòng nữa, hoặc là trong cái đoạn HTML nào đó, thì lúc đó tôi sẽ gặp một cái vấn đề rất là khó khăn trong cái xử lý, thì nó sẽ được giải thích là ví dụ mình làm một cái biến, nhưng mà khi cái biến đó mà mình muốn set trong một cái function khác nào đó nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ trở nên rối rắm ở cái đoạn code ở phía dưới, hoặc là lúc mà bạn phân phân dòng chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ rắc rối. Ở đây chúng ta cái file view của chúng ta thực sự là rất là đơn giản, nhưng mà đây chỉ là một cái file ví dụ, thành ra là các bạn cũng không thể lấy cái mô hình này mà để nói rằng nó là ít mà mất công hơn chia. Thì sau này đây là một cái model, thì các bạn đã tạo ra một cái class tính toán chẳng hạn, thì trong này tất cả những cái phương thức tính toán nào đó mà bạn đã sử dụng rồi thì nó sẽ nằm đây hết, và cái control của chúng ta sẽ nằm ở đây. Và như hồi nãy tôi nói thì cái script này nè, cái script method này nè, thì thực sự chúng ta sẽ không cần thiết nữa luôn á. Thì ở đây tôi sẽ vào cái model và viết lại. Chúng ta sẽ viết, bạn lưu ý rằng ở cái phương thức mà MVC này chúng ta sẽ phải viết cái class trước, có thể phải làm được cái phương thức tính toán trước, rồi sau đó chúng ta mới xử lý các cái hướng tính toán ở bên ngoài ha. Ở đây là tôi sẽ cho một cái function của chúng ta là sẽ là nhận giá trị đi, nhận giá trị là cái method. Ok, thì cái phương thức nhận giá trị method này chúng ta sẽ đưa luôn cả cái script này, chúng ta sẽ đưa luôn cả cái script này vào đây, vào trong cái model này. Lúc này script nó sẽ có giá trị trong cái model này ha. Thì lúc này nếu như mà cái method này cộng hay trừ gì đó thì chúng ta sẽ set cái gì, ở đây chúng ta sẽ không sử dụng TT nữa, chúng ta sẽ là sử dụng this. TT là chúng ta khai báo ở ngoài nhé, ở đây chúng ta sẽ sử dụng this để đưa cái giá trị của nó thôi. This ok, hoặc giả là chúng ta sẽ cho cái giá trị this return này nó sẽ bằng như thế này, break. Sell lại, sell luôn cái control của chúng ta lại, xem lại cái trang view của chúng ta sẽ đưa ra cái TT return ha. Các bạn thấy rằng khi mà các bạn làm như vậy thì tất cả những cái hàm xử lý của nó sẽ nằm hầu như là ở trong cái model và ở cái control và cái view của bạn, và bạn rất là thoáng mát để các bạn có thể là điều hướng nó như thế nào đó cho cái tất cả các cái biến như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu refresh lại cái trình duyệt cộng. Ở đây chúng ta đã có không có hiển thị được giá trị ra, nhân, ở đây chúng ta không có giá trị hiển thị giá trị ra, thì lúc này chúng ta sẽ xem lại tại sao cái giá trị nó không được hiển thị ra ha. Cái TT của chúng ta là new tính toán, đúng rồi, chúng ta chỉ gọi cái new tính toán là gọi cái class nó thôi, chúng ta đã chưa cái sử dụng được cái phương thức của nó. Cái TT của chúng ta sẽ phải là nhận giá trị, cái giá trị mà nhận được của nó chính là cái method này. Nếu không có giá trị thì nó đâu có trả ra cái gì, mà bạn cũng chưa gọi nên thành nó cũng không trả giá trị mặc định luôn. Chúng ta sẽ refresh lại, nhân không chia, không chia được cho một số zero, tại sao là zero. Tiếp tục chúng ta lại nghiên cứu, chúng ta sẽ nhận giá trị, chúng ta sẽ nghiên cứu cái phương thức
Mentor, như vậy tôi thấy ở đây chúng ta đã truyền thiếu, thực sự là chúng ta không cần thiết luôn. Chúng ta sẽ khai báo lại trong này, public b, hai cái biến ip của chúng ta đã có ở đây. Thì ở ngoài này chúng ta sẽ trực tiếp gắn giá trị vô cái hai cái biến IP này luôn ha. TT đến A sẽ bằng là và one, tương tự cho cái TT B này chúng ta sẽ đến cái và 2. Rồi sau đó chúng ta lưu lại và ra ngoài trình duyệt. Ok, chia nào. À, vẫn là zero. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái model này. Và chúng ta thấy được rằng nó ở đây, vấn đề của nó nằm ở đây. This A. Ok. Không cần quá A. Chúng ta sẽ cần copy đoạn này thôi. Đến đây. Trừ cộng của chúng ta sẽ không cần thiết nên có những cái biến như thế này nữa. Đây là điểm rất lợi cho class để khi các bạn làm thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi thế với class. Đây. 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 Cộng trừ nhân chia chúng ta sẽ không cần var này nữa ha. Chúng ta sẽ bỏ var. Chúng ta chỉ cần gọi cái function đó thôi. Thì tất cả những cái giá trị ở trên này chúng ta đã gắn ở phía ngoài rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải đưa vào nữa. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lại coi lần này không được cái gì từ từ qua. Nhân cộng trừ nào. Ồ đúng rồi, 4 trừ 10 âm 6, đúng rồi. Sai thì cứ đi chôn đầu đất. Bùm. À 014. Rồi, như vậy thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái mô hình của MVC và một cái bài toán nhỏ khi các bạn xử lý với MVC như thế nào. Tức là đây tất là tất cả những cái gì có trong một cái file model control và cái file view. Cái file view là thực sự nó rất là đơn giản, nhưng mà sau này khi các bạn sử dụng vào cái mô hình của bạn thì nó sẽ rất là ứng dụng và tùy vào cái phương thức xử lý của bạn nữa. Thì nó rất là, nói chung là nó rất là tùy biến cho bạn. Thì cái đây chính là cái mô hình MVC. Đặt cái này qua đây cho giống MVC ha. MVC. Đây chính là mô hình MVC của bạn ha. Thì các bạn có thể tự nghĩ ra một cái phương thức nào đó, tức là nghĩ ra một cái bài toán nào đó và mình sẽ ngồi làm lại cái mô hình MVC này và thực tập cho cái mô hình của mình. Thì tôi muốn giới thiệu trước cho các bạn cái MVC này, và ở bài sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua về Smarty, và có lẽ cái bài Smarty này chúng ta sẽ mất vào hai phần. Thì phần đầu tôi sẽ đi qua giới thiệu về các cái phương thức để làm quen với Smarty. Smarty thực sự ra nó là một cái template engineer. Khi các bạn sử dụng template engineer thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái lợi cho mình. Khi các bạn mà muốn custom về cái giao diện chẳng hạn, thì sau này khi các bạn sử dụng cho một cái hệ thống nào đó thì các bạn muốn thay giao diện, nếu như bạn thực sự mà code trên những cái code PHP này thì nó sẽ gây ra cái khó khăn cho bạn khi bạn thay đổi giao diện ha. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái template engineer. Thì lúc đó các bạn sẽ tùy biến để sử dụng cái giao diện của mình. Tức là các bạn có muốn thay cái giao diện test chẳng hạn thì các bạn cứ thế là khí thế là thiết kế một cái giao diện rời và sau đó up lên, và chỉ cần chuyển cái hệ thống của chúng ta qua cái giao diện mới là thế là chúng ta đã có một cái giao diện mới. Thì hầu như tất cả các diễn đàn hiện thời bây giờ chúng ta đều có được thể sử dụng các cái giao diện rời như vậy. Thì đó chính là những cái mô hình template engineer, tức là tách riêng giao diện ra so với code. Thì ở bài sau chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tôi sẽ giới thiệu về phần đó, và phần thứ hai tôi sẽ giới thiệu là chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình MVC này cho chính cái template engineer đó như thế nào để chúng ta có thể ứng dụng tốt. Và tôi nghĩ rằng sau cái bài đó thì chúng ta sẽ đặt chân bắt đầu bước qua cái hành trình gian nan, là chúng ta sẽ sử dụng chính một cái template do anh Damon Warlock đã
thiết kế lên, và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thiết kế một cái shop card, shopping card ha. Thì tất cả những cái bước đi lên từ kể từ tạo cơ sở dữ liệu. Thực sự ra thì về cơ sở dữ liệu tôi cũng phải không phải là rồ lắm, nhưng mà nếu như mà dùng thiết kế để chơi được thì nó cũng là vô tư. Nhưng mà nếu như mà còn về các phương án bảo mật đó, thì chúng ta sẽ còn phải bàn bạc với nhau nhiều về các phương án bảo mật như thế nào. Vì thực sự ra những cái ông cha lớn đi trước nữa vẫn có thể bị hack như chơi, thì thành ra chúng ta cũng không thể tự tin là vào cái khả năng mà bảo mật của mình được. Có lẽ cái tốt này cũng khá dài rồi, thành ra là tôi sẽ dừng cái tốt này ở đây, và hy vọng là ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn được một cái mô hình mà như các bạn đã mong đợi lâu nay. Chúc các bạn học vui vẻ trên IZWAP. Nếu có thời gian thì hãy ghé qua diễn đàn của tôi thì mua gì bán đó.com và cùng ủng hộ để chúng ta cùng phát triển trong xã hội công nghệ thông tin. Thì IZWAP thực sự cũng là một ngôi trường của tôi chứ không chỉ của các bạn. Tôi cũng lên đây để học, và tôi hy vọng là các bạn có những kiến thức gì hay hơn tôi thì các bạn hãy chia sẻ để có thể tôi lên học lại chính của các bạn và chúng ta cùng nhau phát triển. Các bạn đừng ngại cái vấn đề rằng các bạn làm yếu cái này yếu cái kia, nhưng mà thật sự ra khi mà bạn không nói thì không ai biết được cái sức mạnh của bạn. Thành ra là các bạn cứ thoải mái có thể gửi là các cái project của mình hoặc là những cái ý tưởng của mình về cho anh Demon Warlock, hoặc là trong trường hợp anh Demon Warlock bận quá nếu không có xét duyệt được cho bạn thì bạn hãy gửi qua Clark Kent Smith của tôi. Thì email của tôi sẽ được đính kèm theo cái tiêu đề của cái video clip này. Thành ra là các bạn có thể thoải mái gửi về. Thì cái vấn đề mà xét duyệt thì nó nhỏ tí thôi, nó to bị quánh chết, lâu lâu mới xem thôi chứ thực sự cũng bận lắm. Thành ra là tôi sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Thì ở cái bài trước tôi rất là kỳ vọng là cái bài trước tôi đã hướng dẫn về cái mô hình mà chúng ta sử dụng để regular expression. Thì tôi đã rất là kỳ vọng các bạn sẽ có nhiều người là thực tập cái bài nào mà tôi đã ra và gửi lại cho tôi, nhưng mà thực sự ra là nó cũng thất vọng hơn là thất vọng nữa, thì cũng chỉ có một bạn thôi. Mặc dù là rất là cố gắng nhưng mà tôi thấy là cái code của bạn viết cũng rất là tốt. Các bạn bạn cũng đã có thể lấy được các cái module thông thường của thằng VRS về để đọc bình thường, thì lúc thì đó chính là cái để bạn học. Thì bạn không chỉ làm một lần mà code của bạn cũng chỉ làm nhiều lần. Tôi cũng đã từng học qua nhiều cái câu thành ngữ, thì chỉ có một câu thành ngữ mà của Thành Long mà chính ngày hôm nay tôi đã được học từ một người thầy, mà từ một cái môn học khác chứ không phải là môn học này. Thì đó chính là cái câu dịch theo tiếng Việt của thôi nhá, tiếng Anh thì tôi cũng củ chuối lắm nên không đọc không chính xác đâu. Cái tiếng Việt của cái câu này á, tức là chính của Thành Long nói: tôi không sợ người có ngàn cú đá, mà tôi chỉ sợ người chỉ có một cú đá nhưng mà đá 1.000 lần. Chúc các bạn học hành vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tutorial tới. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Good luck.